Có ai mới học nghề phun xăm, chưa học xong cái bài này mà đã nhận làm lông mày khắc sợi cho người ta không? Mẹ biết là mẹ buồn á, nhưng mà đó là trước khi bạn xem video này thôi. Còn khi bạn đã xem video này và thực hành theo, chắc chắn là bạn sẽ làm tốt hơn rất là nhiều. Và mẹ của bạn sẽ không còn buồn vì bạn nữa. Ở đầu lông mày, hãy vẽ cho mình các sợi từ ngắn, sau đó dài dần, dài giống như chân của mấy cô mà đang quay trend. Maybe nghe em nói là em đang buồn và em không muốn yêu một ai. Do là em không biết. Đùa thôi, dài như chân của bạn là được rồi. Đến cái đường spine này thì nó mới dài này, không những dài mà còn cong nữa. Khi đi vào đường spine, hãy cho các sợi chỉnh cong nhiều hơn nha. Rất là nhiều bạn mắc cái lỗi này, khi đi vào spine thì thường đâm đầu vào. Chắc là vì yêu nên cứ thích đâm đầu, giống như là những anh chàng good boy, biết là không được đáp trả nhưng vẫn cứ đâm đầu vào tình yêu. Và tất nhiên là điều đó sẽ không mang lại hiệu quả. À, cái khúc này thì rất là nhiều người mắc cái lỗi này nữa nè. Đó là các sợi ở đây, nhiều bạn đi rất là ngắn, mà ngắn như vậy thì nhìn sẽ rất là thô nha. Hãy để cho nó dài ra một chút xíu. Hỏi bạn câu này nha, nếu như bây giờ bạn follow kênh của mình thì bạn là người thứ bao nhiêu follow kênh của mình vậy?